Tiếp tục lâu xong lúc nào cũng hơn cái con EZ còn lại đúng không? Tôi biết là cái quyền năng nó cũng sẽ ngon ấy, nhưng mà trông con V ba đồ on được khiếp vai cả rồi. Và đã thua. Alo. Hả? Cần rồi, đỏ quá. Đẩy EZ thì phải có hack các bạn. Nếu phát này mà không ra hack EZ thì không chơi được đâu. Đấy, ra hack EZ hoặc V thì mới chơi được chứ. Còn không thì làm sao các bạn chơi. Bạn không thể chơi bài chỉ EZ 3 và V 3 không có hack đâu. Có hack đó là cộng 1 quân nữa mà. Dễ lên 3 sao hơn. Tiếp lục lô xong đấy. Tiếp lục lô xong lúc nào cũng hơn cái con EZ còn lại đúng không? Mình thắng lần trước mới tệ, thua lần trước thì ngon. Hũ mấy á? Tròn lấy thôi các bạn. Nhưng mà chắc ít thì cũng phải lấy hũ 4. Làm sao lấy hũ 3 được. Lấy hũ xong tích tiếp, sao đâu, hai cái lần, hai lần hũ 3, một lần hũ 4, một lần hũ 3 cũng được mà. Vì này sẽ gần như là bất tử, cái quyền năng bất mẹ tử luôn. Easy. I'll make this look easy. Sao lại quyền năng thay vì huyết kiếm vậy? Trời, sao lại hỏi ngơ ngạch vậy? Tại vì cái này có hút máu mà. Không, chỉ cần một đồ hút máu thôi chứ cần gì đến tận hai đồ hút máu làm gì cho nó thừa. Ảo vậy ta. Thật hả? Ây da, chặn đam à? Gì thì kệ mày thôi, mày bao giờ giết được V của tao? Một đấm. Bạch, bạch, bạch hòa. Hòa không ta? Đấm được một chiêu nữa mình thắng. Nice. Vì trâu lắm các bạn nhìn vậy nhưng mà kiểu nó trâu kinh người luôn à. Nhớ hồi trước đâu có hút máu đâu ta, hay em nhớ nhầm á? Không biết. Chỉ biết là bây giờ có hút máu thôi, tôi chả nhớ cái bản cũ của nó là cái gì nữa. Ui, bắt đầu hồ cát luôn rồi á. Oh no. Quá cả nồi ăn cái đam hất hôi mà cũng mất đồng hồ luôn mà. Thua nhà này rồi, nhà này mạnh quá. Nhà run hết tiền level 7.
chết được thêm một quân nữa thôi. Sót gì đây? Nên lắp vậy lốc luôn nhỉ. Bản giao điện lan mất đồng hồ của EZ luôn, ảo đấy. Để có cái xa lỗi đấy. Lấy cái đấy hơi thừa nhỉ, 7.000 giáp cũng không thừa lắm à, cũng được. Ui, cứu thương không, nói chung là nó cũng cảm giác vẫn hơi thừa này. Tệ đấy, thấy cái đấy ngon hơn. What is this? Vì ác ma vậy à, chẳng thế. Vì tôi hệ chiến đấy các bạn. Hai con Garden quẻ bye đây. Sợ gì? Điện Ảnh Long hai hũ ba bao giờ chưa? Draven đứng trái. Giáp hỏa ánh sáng à? Lấy đâu ra đồ ánh sáng vậy các bạn? Ai thích thì giữ một con rút súng nhanh thôi các bạn. Ba cũng thế thôi, vì tôi bất tử mà. Vì bất tử thêm Lee Sin nó đi theo đốt giáp lửa tôi đã win rồi. Mà con Pai này giết được Vi ấy, nó đam chuẩn đúng không ạ? Gái gái bẩn tí.
Nói chung là vẫn thích Sona 3 vì Sona 3 nó sẽ có một cái ấy à. Không không quan trọng cái đam siêu nhân, nhưng mà được cái là Sona 3 nó sẽ là một carry mạnh ấy. Với cả nó hồi máu nữa. Sẽ xem song trùng thì có ngon không á? Được. Song trùng thật ra thì bắn xuyên thôi, nhưng mà cũng chả xuyên được kiểu khủng khiếp lắm đâu ạ. Tại vốn con EZ nó đã bắn mấy con tanh đứng cạnh nhau rồi ấy, nên chả phải lúc cái bắn xuyên nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Cảm giác là lấy gì đó cho bài là trâu vẫn ngon hơn ấy. Cầm Leona dí đam chuẩn vào đầu vẫn đỡ thua. Ngoài mình khỏe quá rồi. Mới có một hũ 3 mà đã khỏe thế này rồi đấy. Hai hũ 3 thì ai mà đỡ được đây. Leona ngon, nó không ngon lắm. Leona 1 không ngon nữa mà. Đồ thằng nào ảo thế. Vì 3 đồ on. Tôi biết là cái quyền năng nó cũng sẽ ngon ấy, nhưng mà trông con V3 đồ on này khiếp vai cả nồi. Ba đồ on vai cả trường thật. Và đã thua. Alo, lại ít áp trăng lên trong đầu à? Thua mẹ nó rồi đây, lại ít áp cái nít gì. Ba đồ on trong truyền thuyết. Ba đồ on này được cái hồi phục tốt, nhưng mà bị sốc đam thì không chịu được. Ba đồ on thì có hai đồ hồi phục mà. Ông kia chết rồi. Kiểu phát đấy ông ấy cũng hên đấy. Ông ấy random một cái gì đấy kiểu khỏe khỏe thế ông đấm mình thôi. Chuyển đồ Sona, nhưng mà nếu mà Sona lên 3 thì Sona lại ngon hơn. Tôi có chạy nhiều rút súng nhanh lắm đâu nên nó cũng không quan trọng nữa. Có nhà, có một cái nhà có cái lốc có chịu. Quá con cái xa lại đi. Đấm vào mặt cái xa. Bùm. Đấm từng phát một luôn. Chết này, không top 1 nữa thì tội bó tay đấy. Cái pha giao tranh mà mình thua nó bị ảo ảo kiểu gì. Chắc là thiên thạch rơi vỡ cả đầu EZ liên tục ấy. Không rơi vào đầu V luôn ấy. Chắc thế mà. Như đoạn này bài mình mạnh lắm rồi mà, không muốn gì nữa à. Cái dây chuyền chuộc tội là xong bài rồi, lấy cái hũ cuối quá tuyệt vời. Tôi có nên đúc đồ Sona không ạ? Chết mít một con bò để lấy mít Fortune 2 nè. Chưa một bò đúc à? Đúc cái nịt đồ nó vẫn có tác dụng, cứ kêu người ta đi đúc à? Đoán được luôn à? Đoán trí thế. Mỗi tội là tanh của nó cùi quá so với tanh của mình ấy. Tanh của mình nó quá xịn. Vì ba đồ on. GG.